Xin chào mọi người, tôi là Vương Chiết của mảng kinh doanh quang điện. Chào mừng mọi người đến với khu triển lãm của nhà máy điện mặt đất Đại Khánh. Trước hết, chúng tôi là loạt giải pháp năng lượng sạch này. Những gì chúng tôi đề xuất ở Hồ Nghê là xây dựng giải pháp năng lượng sạch cho lái xe tự động thông qua 3 pin lithium tích hợp. Ba cái nào hợp nhất? Trước hết, chúng tôi đề xuất rằng công nghệ kỹ thuật số và công nghệ điện tử công suất được tích hợp trước. Sau đó, cái thứ hai là tích hợp. Thứ ba là sự hợp nhất của dòng năng lượng và dòng thông tin. Chúng tôi mang lại 4 giá trị lớn cho khách hàng, chủ yếu là ổn định và cực kỳ an toàn, vận hành thông minh và lợi nhuận cao hơn. Ba này là 300.000 mới nhất của chúng tôi. Bộ điều khiển quang điện thông minh. Trước hết, ngành công nghiệp đã thực hiện một số sáng kiến. Cái đầu tiên là cái đầu tiên có bảo mật DC 3 lần, bộ biến tần, bao gồm phân đoạn đầu cuối thông minh, phân đoạn sáng tạo chính thông minh, phát hiện nhiệt độ đầu cuối thông minh và phát hiện thông minh cách nhiệt DC. Đồng thời, nó cũng là máy trải nghiệm đầu tiên có chức năng đảo ngược quạt thông minh, có thể thực hiện loại bỏ bụi tự động này, giảm đáng kể hiệu quả vận hành và bảo trì, tăng đáng kể hiệu quả. Đây là sản phẩm flagship mới nhất của chúng tôi, bộ điều khiển quang điện thông minh 300.000. Nó đã đạt được một số sáng kiến trong ngành. Đầu tiên, nó là bộ chuyển đổi đầu tiên hỗ trợ bảo mật 3DC. Thứ hai là bộ chuyển đổi đầu tiên được chứng nhận PNC cấp CGN5. Thứ ba, đây là bộ biến tần đầu tiên hỗ trợ loại bỏ bụi quạt thông minh. Thứ tư, đây là bộ biến tần đầu tiên phù hợp với tất cả các thành phần chính. Sau đó, bên này là CPPC mới nhất mà chúng tôi sẽ tung ra thị trường trong năm nay, bộ điều khiển trạm biện thông minh. Nó có thể nhận ra sự điều chỉnh thông minh của Z và công việc, đảm bảo ổn định mạng lưới bệnh tật. Bên này là của chúng tôi, bộ điện thông minh này giống như máy biến áp. Bên này là bộ lưu trữ năng lượng của chúng tôi. Khu vực triển lãm trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Ý tưởng mà chúng tôi đưa ra là khả năng kiểm soát công nghệ của điện tử công suất, giải quyết sự không ức chế và không chắc chắn của pin lithium. Như bạn đã biết, Huawei là một cấu trúc tổ tiên nhất định trong lĩnh vực biến tần. Tương tự, trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, chúng tôi cũng thúc đẩy cấu trúc tổ tiên này. Và chúng tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, chúng tôi cần phải quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Độ chi tiết quản lý của chúng tôi phải tinh tế hơn. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bạn trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng? Trong trường hợp lưu trữ năng lượng, chúng tôi có bảo vệ an toàn trước hết về mặt an toàn tin. Tại pin, chúng tôi sẽ sử dụng pin hàng đầu trong ngành. Sau đó, chúng tôi Huawei sẽ có hơn 100 thử nghiệm nghiêm ngặt nhất trong ngành. Sau đó đảm bảo chất lượng truy cập. Điều thứ hai là chúng tôi sử dụng AI và phân tích dữ liệu lớn. Chúng tôi có thể thu thập biện áp, dòng điện, nhiệt độ, nhiều dữ liệu để lập mô hình dữ liệu lớn. Đối với cảnh báo ngắn mạch bên trong, hãy thực hiện những điều này, phân tích. Đối với một số tiềm năng, mất kiểm soát, mạch ngắn bên trong, tiến hành cảnh báo sớm. AI, chúng tôi đang áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và AI. Thu thập nhiều loại dữ liệu như nhiệt độ, điện áp và dòng điện để phân tích và mô hình hóa dữ liệu lớn. Đối với một số vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như ngắn mạch, chúng tôi có thể báo động trước 24 tiếng. Sự mở rộng của một nguy cơ an toàn tiềm ẩn. Thứ hai là an toàn kết cấu. Bạn có thể thấy giải pháp lưu trữ năng lượng tổ tiên thông minh của Huawei. Chúng tôi áp dụng thiết kế chia kho. Đây là khoang pin. Đây là các kho điều khiển thô. Đây là khoang điều khiển tích hợp. Chúng tôi thiết kế riêng biệt. Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng mức độ bảo vệ của API-55 này. Thân hộp là cấp độ bảo vệ của C5. Với cường độ địa chấn, chúng tôi đã đạt đến 9 độ nước. Nếu an toàn thứ 3, chúng tôi là an toàn điện. Đề xuất là thiết kế bảo vệ đa thiết bị điện 4.2. Đầu tiên, ví dụ, khi quá tải xảy ra, trước tiên chúng tôi sẽ kiểm soát từ phía phần mềm này. Ví dụ, nếu chúng tôi có gói pin, chúng tôi sẽ có một bộ tối ưu hóa. Bên trong sẽ có BMU. Sau đó, nếu chạm vào bộ điều khiển, chúng tôi sẽ sử dụng BQ để kiểm tra thêm hạn dòng. Chúng tôi sẽ tắt từ kiểm tra phần cứng win. Trong đó, chúng tôi có thông qua bộ tối ưu hóa gói hàng bằng cách chạm vào bộ điều khiển để tắt cái này. Ngoài ra, nếu là 2 thì là 4.2. Nếu là 2 thì chúng tôi có cách truyền thống. Sẽ có cái này, bộ ngăn mạch và ốc vít để bảo vệ. Thực hiện một toàn diện một cái một bảo vệ. Sau đó, điều thứ tư là hệ thống chúng tôi cung cấp này an toàn. Bảo mật hệ thống là những gì chúng tôi nói trong toàn bộ tủ lưu trữ năng lượng. Đã triển khai nhiều cảm biến, bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, cảm giác khói, cảm giác nhiệt độ, carbon monoxide 5, có thể tiến hành dập lửa nhanh chóng đối với một số tình huống bất thường tiềm ẩn. Trước hết, đây là mô hình lưu trữ năng lượng chuỗi ngón tay thông minh của chúng tôi. Đầu tiên chúng ta thấy phương án truyền thống. Phương án truyền thống khi sạc và xả được thực hiện, bởi vì nó là bộ pin nối tiếp này. Vì vậy, khi một bộ pin được sạc hoặc xả xong, các bộ pin khác sẽ ngừng sạc và xả, gây tổn thất toàn bộ dung lượng hệ thống. Vậy nếu là giải pháp của Huawei, chúng tôi có bộ tối ưu hóa gói tích hợp trong mỗi gói pin. Vì vậy,
Khi một bộ pin đầy hoặc sau khi để xong, bộ tối ưu hóa sẽ tự động ghi lại, không ảnh hưởng đến các bộ pin khác tiếp tục sạc và xả. Sau đó, cái thứ hai là một trong quản lý. Nếu phương án truyền thống, giữa các bộ phần pin cũng sẽ không cân bằng. Khi một chỗ pin đầy hoặc sau khi để xong, tương tự sẽ ảnh hưởng đến việc sạc và xả pin khác, ảnh hưởng đến dung lượng hệ thống tổng thể. Nếu là giải pháp của Huawei, chúng tôi đã tích hợp bộ điều khiển cảm ứng này trong tủ pin. Cũng để giảm hiệu quả của loại ván gỗ ngắn này, nhận ra đầy đủ của tôi. Ồ, các bạn, đây là một phương án truyền thống so với phương án của Huawei, một mô hình đối một mô hình đúng không? Sau đó, đây là 4 dấu cộng 2 nhiều bảo vệ an toàn. Đó là khi tôi nói, quá rồng xảy ra. Trước tiên tôi kiểm soát từ thiết kế phần mềm. Mỗi gói pin của chúng tôi đều có BMU. Sau đó, nếu bộ điều khiển pin của tôi có BQ để điều khiển giới hạn dòng điện. Hơn nữa, chúng tôi có thể kiểm tra từ phần cứng. Cũng là từ bộ tối ưu hóa gói này và bộ điều khiển cục bộ tiến hành điều khiển và tắt máy. Vậy hai từ là chúng ta đây là cách ly vật lý nói thế nào? Tương tự như vậy, chúng tôi có phương pháp cách ly vật lý hai cấp này. Chính là bộ ngắt mạch và dây nóng chảy tiến hành bảo vệ hệ thống toàn diện. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho bạn giải pháp cho cơ sở năng lượng sạch này. Bao gồm cả trí thông minh bên này của chúng ta cuối cùng là lưu trữ năng lượng. Cảm ơn mọi người.